Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, Hà Sĩ Phu đã và đang phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ít nhất đã hai lần bị kết tội. Đến nay lại càng thấy sự ngoan cố, chứng nào tật ấy, con ngựa bức kham theo đường cũ của Hà Sĩ Phu. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Hà Sĩ Phu, ngựa già quen đường cũ, bài viết của Trần Duy bạn đọc và dư luận không mấy ai không biết cái tên hà sĩ phu kẻ chống đảng nhà nước chế độ từ những năm cuối của thế kỷ trước hà sĩ phu sinh ra và lớn lên trưởng thành dưới chế độ sau chủ nghĩa đã được đảng nhà nước nuôi dưỡng đào tạo thành một cán bộ quản lý một cơ quan khoa học mặc dù thế do tham vọng cá nhân vụ lợi không đạt được ông ta đã quay ngược lại mức mãn phản kháng chống đối chế độ cùng lúc đó các thế lực phản động mua chuộc lôi kéo chống phá chủ nghĩa xã hội. Sau đó, Hà Sĩ Phu đã tham gia nhóm chống phá chủ nghĩa xã hội, trong đó có Bùi Minh Quốc tại Đà Lạt, rồi tham gia ủy viên của Ban Cố vấn Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ do nước ngoài lập ra để chống nhà nước ta. Thời gian đó, ông đã viết những cuốn sách đã phá chế độ xem con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là sai lầm cần phải từ bỏ tiêu biểu cho tư tưởng đó là cuốn chia tay ý thức hệ ngay lập tức cuốn sách này được các thế lực chống phá phản động lợi dụng tung hô cổ suý cho tư tưởng chống cộng chống chủ nghĩa xã hội tại nước ta từ đó đến nay hà sĩ phu vẫn tiếp tục và tiếp tay cho các thế lực thù địch và những kẻ phản quốc liên tục tung ra những luận điệu thủ đoạn chống phá đất nước thời điểm hiện nay, khi toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cùng với việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều có những ý kiến phát biểu về việc cần rà soát trong hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý hiện nay để khẩn trương nghiên cứu tháo gỡ hướng mắt, loại bỏ các điểm nghẽn trong cơ chế thực hiện chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hiệu quả cao cho sự phát triển nhân thế hà sĩ phu vẫn thói ngựa quen đường cũ tung lên mạng bài bỏ lý tưởng sai lầm sẽ thoát khỏi tắc nghẽn và vương tầm thế giới bỏ lý tưởng sai lầm là gì có phải bỏ lý tưởng theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta nếu đúng như hàm ý này thì việc bỏ lý tưởng đó phải ăn nhập gì với thoát khỏi tắc nghẽn phải chăng Ông Hà Sĩ Phu đã học móc thủ đoạn mượn cớ, vinh cớ bóp méo xuyên tạc bị đặt. Từ ý kiến phát biểu tháo gỡ, xóa bỏ những điểm ngãn trong cơ chế thực hiện của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, thì Hà Sĩ Phu lại nói rằng: bỏ lý tưởng sai lầm, làm sai lạc hẳn ý nghĩa phạm vi đề cập điểm ngãn của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, chỉ là bỏ điểm ngãn tức là bỏ những vướng mắc trong việc vận hành cơ chế quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội, điểm nghẽn có liên quan đến những quy định của pháp luật, chứ đâu có chuyện bỏ lý tưởng con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mang tiếng là người có học vị, mà sao lại lẫn lộn thành ra sự diễn đạt lởm khẩm, tối nghĩa như vậy? Có phải Hà Sĩ Phu ám ảnh bởi nội dung cuốn sách Chia tay ý thức hệ của chính ông từ năm 1995 chống và kích động dư luận từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà đảng, bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nên nhớ, đến nay Hà Sĩ Phu đã phạm tội truy truyền chống nhà nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam ít nhất đã hai lần bị kết tội. Đến nay, qua hành vi này càng thấy sự ngoan cố chứng nào tật ấy, con ngựa bất ham, theo đường cũ cho rằng chủ nghĩa xã hội là sai lầm. Có lẽ, từ bỏ lý tưởng sai lầm cũng bao hàm sự chống phá đất nước, đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Cũng lại theo thế lực thù địch phản động chống phá đất nước hiện nay, Hà Sĩ Phu lại quay sang xuyên tạc bịa đặt vu cáo đảng nhà nước ta. Gần đây, ông đã lại viết nhiều bài lặp lại những luận điệu của chúng. Ở bài viết này cũng vậy. Theo đó, với thái độ hằng học, hần thụ của kẻ này cho rằng nguyên nhân tắc nghẽn là tại thể chế, thể chế kinh tế cũng không thoát khỏi thể chế chính trị, lôi thẳng cái chủ nghĩa cộng sản ra mà hỏi tội và chủ nghĩa cộng sản làm khổ nước khổ dân nhưng tạo ngay vàng béo bở cho giới cầm quyền. Đây cũng chính là luận điệu thủ đoạn vô căn cứ của các thế lực thù địch, chúng xuyên tạc bịa đặt vu cáo chế độ chính trị của Việt Nam là chế độ toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Sĩ Phu nói theo rằng nguyên nhân điểm nghẽn tại thể chế thể chế kinh tế cũng không thoát khỏi thể chế chính trị. Thế có nghĩa, muốn xóa điểm nghẽn thì phải xóa thể chế chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng là kẻ chống phá ranh ma, lọc lõi, thâm độc và nguy hiểm. Rõ ràng, Hà Sĩ Phu không những là kẻ đồng lõa mà còn là kẻ trực tiếp cùng với những kẻ thù địch khác chống phá quyết liệt đất nước hiện nay. Hồng Dương, Hà Sĩ Phu lại một lần nữa phủ nhận và vu cáo trắng trợn rằng làm khổ nước khổ dân nếu nhìn lại nhân thân ông hà sĩ phu nhiều bạn đọc đặt ra câu hỏi hà sĩ phu được ăn học thành đạt từ chế độ sầu chủ nghĩa hay từ trên trời hay sao mà lại ăn cháo đá bát như vậy chỉ có chế độ người bóc lột người mới làm khổ nước khổ dân chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản việt nam đã xóa bỏ chế độ áp bức bóc lột giải phóng và đem lại đời sống ấm no tự do hạnh phúc cho nhân dân hà sĩ phu có thấy không hay lú lóa cả rồi. Đã ở tuổi 85-86 rồi mà vẫn âm mưu ngoan cố, con ngựa già bất kham quen đường đến bao giờ, hỡi hà sĩ phu.